Hello, chào các bạn nha. Bữa nay tôi đi cá mòi, cá ngừ, sò điệp, tôm. Ta đi tiếp nha các bạn. Đây là những cái món ăn mà vẫn tiếp tục trong phần làm sạch cơ thể. Cá mòi đặc tính dinh dưỡng rất là giàu chitophan, vitamin B12, giàu chất đạm vitamin D, selen, phosphor, omega 3, khá vitamin B3 và canxi. Thành phần đặc biệt tham gia giải độc, phòng chống lão hóa. Omega 3 tốt cho sức khỏe tim mạch, chống lão hóa tim mạch. Canxi và vitamin D tốt cho sự phát triển của xương, chống bệnh lão hóa xương. Đặc biệt giàu vitamin B12, bảo quản sơ chế, chế biến, bảo quản lạnh, không cần bảo quản lạnh, sơ chế, bỏ ruột và rửa sạch. Chế biến tốt nhất nấu nhanh trong 7 phút, nếu nấu quá lâu cá sẽ bị dai và mất hương vị tự nhiên. Lưu ý chất phạm dinh dưỡng với cá mòi. Cá mòi giàu purines, do đó người có bệnh gút nên lưu ý để giảm trong khẩu phần ăn. Ta qua cá ngừ, đặc tính dinh dưỡng của cá ngừ. Rất là giàu đạm, chitophan, vitamin B3 và selen, giàu vitamin B1, vitamin B6, khá phosphor, magie, kali, omega 3. Thành phần đặc biệt tham gia giải độc, phòng chống lão hóa, chất đạm và omega 3 có trong cá ngừ là nguồn dinh dưỡng rất là quan trọng đối với sức khỏe về tim mạch, cũng như có tác dụng giảm viêm. Selen, kali, magie cũng là những chất dinh dưỡng hỗ trợ cho tim, chống lão hóa tim mạch. Là một trong những loại thực phẩm giàu đạm và thấp béo. Bảo quản sơ chế chế biến như sau. Thời gian bảo quản lên đến 4 ngày nếu giữ lạnh, sơ chế, rửa sạch và lau khô. Chế biến tốt nhất nấu nhanh trong 2 phút, nếu nấu quá lâu cá sẽ bị khô và dai. Ta qua phần sò điệp. Sò điệp, đặc tính dinh dưỡng của sò điệp. Rất là giàu tryptophan, giàu chất đạm, giàu vitamin B12, phosphor, omega 3, khá magie, kali. Thành phần đặc biệt tham gia giải độc, phòng chống lão hóa. Vitamin B12 tốt cho sức khỏe tim mạch. Omega 3 có tác dụng giảm viêm, chống lão hóa tim mạch. Là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng thấp năng lượng. Bảo quản sơ chế chế biến. Thời gian bảo quản lên đến 1 đến 2 ngày nếu giữ lạnh. Sơ chế, rửa sạch và lau khô, không nên rửa nhiều để tránh mất hương vị. Chế biến tốt nhất nấu nhanh trong 3 phút. Nếu nấu quá lâu, sò sẽ bị dai và mất hương vị tự nhiên. Lưu ý chất phạm dinh dưỡng. Sò điệp giàu purines, do đó người có bệnh gút nên lưu ý để giảm trong cái khẩu phần ăn. Ta qua về tôm nha các bạn. Tôm đặc tính dinh dưỡng rất là giàu chất đạm. Tôm giàu chất đạm, tryptophan và selen. Giàu vitamin D và vitamin B12. Khá vitamin B3, sắt, kẽm, đồng, mangan, phosphor, omega 3. Thành phần đặc biệt tham gia giải độc, phòng chống lão hóa của tôm. Omega 3 có trong tôm tốt cho tim mạch và có tác dụng giảm viêm. Chứa nhiều khoáng chất như đồng, selen, kẽm có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào không bị sự tấn công của gốc tự do. Bảo quản sơ chế chế biến tôm. Thời gian bảo quản lên đến 2 ngày nếu giữ lạnh, sơ chế, rửa sạch
Chế biến tốt nhất là nấu nhanh trong 3 phút. Nếu nấu quá lâu, tôm sẽ bị dai và mất hương vị tự nhiên. Lưu ý chất phạm dinh dưỡng. Tôm được xem như một loại thực phẩm nhiều cholesterol nên hạn chế đối với người cao mỡ máu. Ngoài ra, tôm còn giàu purines, do đó người có bệnh gút nên lưu ý giảm trong khẩu phần ăn. Đó là về tôm. Bây giờ ta qua tiếp về đậu, đậu đen, đậu đỏ nha các bạn. Đặc tính dinh dưỡng của đậu đen rất là giàu molybdenum, giàu chất xơ folate, tryptophan, khá chất đạm, vitamin B1, mangan, magie, phốt pho và sắt. Thành phần đặc biệt tham gia giải độc phòng chống lão hóa của đậu đen đó là: nghiên cứu cho thấy đậu đen có ít nhất 8 loại flavonoid khác nhau, trong đó có anthocyanin tạo nên màu đen đặc biệt của đậu, có tác dụng chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào không bị sự tấn công của các gốc tự do. Bảo quản và sơ chế đậu đen. Chế biến, thời gian bảo quản lên đến 12 tháng, không cần bảo quản lạnh. Và sơ chế, ngâm đậu 8 giờ hoặc qua đêm, tỷ lệ 4 nước trên 1 đậu, sau đó gạn bỏ nước ngâm, rửa sạch lại. Chế biến tốt nhất không thêm muối khi đang nấu đậu, do như thế sẽ làm đậu cứng, chỉ thêm muối sau khi đậu đã chín mềm hoàn toàn. Ngoài ra, đậu ăn chung với ngũ cốc là tốt nhất, ví dụ như gạo, gạo lứt, nếp lứt, do sẽ cung cấp nguồn đạm hoàn thiện như vậy. Ta lưu ý chất phạm dinh dưỡng của đậu đen. Đậu đen chứa nhiều oxalat cho nên người có sạn thận loại calcium oxalat nên hạn chế, không nên dùng. Đa số các loại đậu như là đậu đen khi ăn thường gây đầy hơi, bởi do ruột chúng ta không thể tiêu hóa một loại đường thường có trong các loại đậu gọi là oligosaccharide. Vi khuẩn ở ruột già sẽ sử dụng loại đường này và sinh hơi. Do đó, phương pháp ngâm đậu trong 8 giờ hoặc ngâm qua đêm là để giảm hiện tượng đầy hơi xảy ra. Ta qua phần đậu đỏ nha các bạn. Đậu đỏ, đặc tính dinh dưỡng của đậu đỏ rất là giàu molybdenum, giàu chất xơ, folate, tryptophan, mangan, khá chất đạm, vitamin B1, sắt, đồng, phốt pho, kali, magie. Thành phần đặc biệt tham gia giải độc phòng chống lão hóa là nguồn thực phẩm giàu xơ tốt cho sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa, đặc biệt là xơ tan, có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu. Giàu xơ cũng giúp làm sạch ruột một cách hiệu quả. Bên cạnh đó còn có mangan và đồng là những chất dinh dưỡng chống oxy hóa mạnh. Sơ chế, bảo quản, chế biến, thời gian bảo quản lên đến 12 tháng, không cần bảo quản lạnh. Sơ chế, ngâm đậu 8 giờ hoặc qua đêm, tỷ lệ nước 4:1 đậu. Sau đó gạn bỏ nước ngâm, rửa sạch lại. Chế biến tốt nhất không thêm muối khi đang nấu đậu, do như vậy sẽ làm đậu cứng. Chỉ thêm muối sau khi đậu đã chín mềm. Ngoài ra, đậu ăn chung với ngũ cốc là tốt nhất, ví dụ như gạo, gạo lứt, nếp lứt. Nó sẽ cung cấp nguồn đạm hoàn thiện. Lưu ý chất phạm dinh dưỡng. Đậu đỏ chứa nhiều oxalat cho nên người có sạn thận loại calcium oxalat nên hạn chế, không nên dùng. Đa số các loại đậu như đậu đỏ khi ăn thường gây đầy hơi, do ruột chúng ta không thể tiêu hóa một loại đường thường có trong các loại đậu gọi là oligosaccharide. Vi khuẩn ở ruột già sẽ sử dụng loại đường này sinh hơi. Do đó, phương pháp ngâm đậu trong 8 giờ hoặc ngâm qua đêm là để giảm hiện tượng đầy hơi xảy ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ đăng ký để nhận được video mới và nhấn like do nó là miễn phí. Chúc các bạn sức khỏe.